Tại thành phố Suncheon dọc theo tuyến đường thủy của vùng đất ngập nước, vịnh Suncheon du thuyền lãng mạn đang trôi qua một cách nhàn nhã. Trong thực tế, vùng đất ngập nước vịnh Suncheon nó quá rộng, bởi vì đi dạo trong khu vực này rất khó khăn, sử dụng tàu du lịch có thể hiệu quả cho việc tham quan. Đặc biệt ở vùng đất ngập nước có nhiều khu vực bạn không thể đi bộ. Nếu bạn sử dụng tàu du lịch, bạn có thể trải nghiệm nhiều vùng đất ngập nước khác nhau. Vùng đất ngập nước vịnh Suncheon không phải là công viên được tạo ra một cách nhân tạo. Vì vậy, trong lĩnh vực này, hầu như không có cơ sở vật chất nào được xây dựng với công nghệ kiến trúc hiện đại. Đây là một công viên sinh thái tự nhiên, mặc dù chim di cư đến đây vào mùa đông lạnh giá. Hiện nay ngay cả khi không có chim di cư, khu vực này có giá trị quan trọng theo nghĩa là môi trường tự nhiên được bảo tồn tốt ở khu vực này. Nhiều khách du lịch từ mọi nơi ở Hàn Quốc đang ghé thăm vùng đất ngập nước vịnh Suncheon để tận hưởng khung cảnh thiên nhiên. Tại sao vịnh Suncheon có thể trở thành nơi trú đông đẳng cấp thế giới cho loài xéo? Có thể nói đây là kết quả của sự nỗ lực không ngừng của người dân địa phương. Các nhóm dân sự và thành phố Suncheon nhằm tạo ra môi trường sống và nền kinh tế ổn định cũng như quản lý có hệ thống các vùng đất ngập nước ven biển. Tuy nhiên, trước khi số lượng xéo đến thăm vịnh Suncheon tăng nhanh thì cũng xảy ra một cuộc khủng hoảng. Số lượng khách du lịch là 100.000 người vào năm 2002, tăng dần và đạt 3 triệu mỗi năm. Dẫn đến tình trạng chúng tôi phải lo lắng cho tương lai của vịnh Suncheon, bao gồm cả khí thải ô tô, tiếng ồn, hủy hoại môi trường. Trong vòng chưa đầy 3 năm, số lượng du khách đã tăng hơn 3 triệu. Và vùng đất ngập nước vịnh Suncheon được biết đến rộng rãi. Tuy nhiên, điều này lại có tác dụng ngược vì người ta lo ngại về thiệt hại đối với vịnh Suncheon. Do số lượng phương tiện và du khách ngày càng tăng, cộng thêm tiếng nói bất mãn của người dân gần đó đã dấy lên. Theo đó, chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu về quản lý hiệu quả vịnh Suncheon với các chuyên gia về đất ngập nước và du lịch sinh thái trong một năm bắt đầu từ năm 2007 và thực hiện chương trình du lịch sinh thái và khôi phục vùng đất ngập nước được đề xuất. Lối vào vịnh Suncheon đã được di chuyển về phía trung tâm thành phố và các phương tiện đi vào vịnh Suncheon đều bị kiểm soát. Kế hoạch là ngăn chặn thành phố mở rộng hơn nữa ra vịnh Suncheon. Do đó, trung tâm đất ngập nước quốc tế vịnh Suncheon có thể nói là lối vào vùng đất ngập nước vịnh Suncheon. Được xây dựng cạnh trung tâm thành phố và Suncheon Bay Skyview được giới thiệu như một phương tiện để điều khiển phương tiện. Ngoài ra, để bảo vệ vịnh Suncheon, một không gian bảo tồn tuyệt đối. Thông qua sự hợp tác giữa khu vực tư nhân và chính phủ và thảo luận với các nhóm dân sự, thành phố Suncheon chuyển lối vào vịnh Suncheon sang không gian làm không gian chuyển tiếp và phòng triển lãm cách vịnh Suncheon 5,5 km và thành lập trung tâm đất ngập nước quốc tế vịnh Suncheon. Nó được xây dựng, vườn quốc gia vịnh Suncheon là một bức tường sinh thái được tạo ra để giảm thiểu sự tàn phá của vịnh Suncheon đất ngập nước và cản trở việc mở rộng không gian đô thị. Để bảo vệ vịnh Suncheon, thành phố Suncheon nỗ lực tạo ra một khu vườn bằng cách trồng hoa và cây xanh giữa vịnh Suncheon và thành phố đã dẫn tới việc đăng cai triển lãm vườn quốc tế vịnh Suncheon 2013, đầu tiên ở Hàn Quốc. Chỉ khi kế hoạch ban đầu này được duy trì liên tục, liệu vùng đất ngập nước vịnh Suncheon có được bảo tồn và trở thành nền tảng có thể truyền lại cho các thế hệ tương lai hay không?